Năm 1967, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Xây dựng, ông Nguyễn Văn Hợi được cử về công tác tại phân hiệu 2 Đại học Bách khoa Hà Nội, sau là Học viện Kỹ thuật Quân sự. Trong hơn 40 năm công tác tại đây, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Văn Hợi đã từng đảm nhiệm các chức vụ trưởng bộ môn kỹ thuật cơ sở, chủ nhiệm khoa công trình quân sự, giám đốc trung tâm kỹ thuật công trình đặc biệt, nay là Viện Kỹ thuật Công trình đặc biệt. Ông không chỉ có công trong giảng dạy, đào tạo nhiều thế hệ học trò mà còn trực tiếp quản lý và tham gia thực hiện nhiều nhánh đề tài nghiên cứu khoa học về các cụm công trình quân sự quan trọng của quốc gia như cụm dịch vụ kinh tế khoa học kỹ thuật, cụm công trình về quần đảo Trường Sa. Từ đầu năm 2016, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Văn Hợi cùng gia đình chuyển vào sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhân dịp này ra Hà Nội tham dự lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của học trò, ông đã đến thăm Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam và có buổi làm việc đầu tiên với nghiên cứu viên trung tâm. Tham quan trụ sở làm việc và hệ thống kho lưu trữ bảo quản tại trung tâm, giáo sư Nguyễn Văn Hợi đánh giá cao hiệu quả hoạt động mà trung tâm đã và đang thực hiện. Dành thời gian đến thăm trung tâm dịp này và tận mắt chứng kiến các thành tựu bước đầu mà trung tâm đã đạt được sau gần 10 năm hoạt động, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Văn Hợi phấn khởi nói. Tôi thì lần đầu đến thăm trung tâm cũng rất là vui. Vì một là được gặp những khuôn mặt rất là chân tình, rất là ấm cúng trong các cái câu chuyện trao đổi. Rồi thông qua cái việc đi xem các cái hiện vật, các cái đồ lưu trữ của các cái bạn bè đồng nghiệp của nhà khoa học trước đây ấy, thì tôi cũng cảm thấy là cũng có một cái gì rất là gần gũi với mình. Và nếu như sau này mà tôi được gửi gắm chia sẻ một số các cái tư liệu hoạt động đời mình ấy, hoạt động khoa học ấy, thì tôi cũng cảm thấy rất là vui và cũng cảm thấy là thanh thản cho những cái ngày tháng cuối cùng.